Xin chào mừng tất cả các em. Vậy là một tuần lại trôi qua, thầy rất vui mừng khi được đồng hành cùng các em trong giờ học âm nhạc trực tuyến. Thầy chúc các em sẽ có một giờ học thật vui và hiệu quả. Để học tập tốt, các em cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau nhé. Các em chuẩn bị thanh phách, một số cốc nhựa và tập bài hát lớp 2. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng tham gia trò chơi vòng quay kỳ diệu. Khi mỗi một vòng quay kết thúc, mũi tên sẽ chỉ vào tên loài hoa tương ứng. Với loài hoa đó là một ô bí ẩn mà các em cần khám phá. Vậy đó là gì? Thầy trò chúng ta cùng khám phá vòng quay kỳ diệu này nhé! Vòng quay dừng lại ở hoa mai, tương ứng với số câu hỏi số 1. Em hãy cho biết đây là con gì? Một trong ba đáp án sau. Và thầy tin tưởng rằng các em sẽ đưa ra ngay câu trả lời của mình. Đó là con bò. Xin chúc mừng các em. Chúng ta đến với vòng quay tiếp theo nào. Vòng quay dừng ở ai? Tương ứng với câu hỏi số 2. Con vật này có tên là con gì? Con ngan, con ngỗng hay con vịt? Và thầy tin tưởng rằng các em sẽ đưa ra câu trả lời. Đó là con vịt. Xin chúc mừng các em. Chúng ta cùng đi tiếp vòng quay tiếp theo nào. Vòng quay dừng ở hoa hồng, tương ứng với số ô cửa số 3. Đâu là tên đúng của con vật này? Con ngựa, con cừu hay con hổ? Xin mời câu trả lời của các em. Và đáp án của thầy giáo là con cừu. Xin chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng đến với vòng quay tiếp theo nào. Vòng quay dừng ở hoa đào, tương ứng với ô cửa số 4. Hãy xác định tên của con vật này. Con trâu, con voi hay con hổ? Và thầy tin tưởng rằng các bạn sẽ đưa ra đáp án của mình. Đó là con trâu. Xin chúc mừng các em. Và tên những con vật trên cũng là một trong những con vật thường hay được nuôi ở các trang trại. Và các con vật đó đã xuất hiện trong bài hát Trang trại vui vẻ. Chúng ta cùng bước vào bài học ngày hôm nay, đến với âm nhạc tiết số 30, ôn bài hát và đọc nhạc. Nội dung thứ hai là vận dụng sáng tạo. Qua bài học này, các em đạt được một số yêu cầu như các em biết hát bài hát Trang trại vui vẻ bằng nhiều hình thức khác nhau và biết vận động theo bài hát này, thể hiện được bài đọc nhạc kết hợp với nhạc đệm và vận động, phân biệt và vận dụng được yếu tố nhanh chậm qua trò chơi vận động cùng kiến vàng và gấu nâu. Qua bài học ngày hôm nay, các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, phẩm chất chăm học, yêu mến thiên nhiên, các loài vật. Sau đây, thầy mời các em cùng đến với nội dung thứ nhất, ôn bài hát Trang trại vui vẻ. Ở các tiết học trước, chúng ta đã được hát bài hát này rồi. Sau đây, thầy mời các em cùng hát kết hợp với gõ đệm theo phách bài hát này nhé. Các em hãy sử dụng thanh phách hoặc cốc nhựa, gõ đệm vào các bông hoa màu hồng và bông hoa màu vàng.
Các em thân mến, ở nội dung này thầy hướng dẫn các em hát đối đáp. Bài hát này thầy giáo sẽ hát câu hát số 1 và các em sẽ hát câu hát số 2 nhé. Hôm nay em về thăm trang trại, kìa trong nông trang là bao con cừu. Hôm nay em về thăm trang trại, kìa trong nông trang là bao con vịt. Hôm nay em về thăm trang trại, kìa trong nông trang là bao con bò. Hôm nay em về thăm trang trại, em hát sôi nổi lên nhé. Hôm nay em về thăm trang trại, kìa trong nông trang là bao con cừu. Hôm nay em về thăm trang trại, kìa trong nông trang là bao con vịt. Hôm nay em về thăm trang trại, kìa trong nông trang là bao con bò. Hôm nay em về thăm trang trại, ý ai ý ai ô. Ở hoạt động này, những bạn ở gần nhau tạo thành nhóm có thể hát đối đáp cùng nhau nhé. Tiếp theo, thầy mời các em cùng đến với nội dung thứ hai là ôn bài đọc nhạc số 4. Ở bài đọc nhạc này chúng ta đã được học ở tiết trước rồi. Sau đây thầy mời các em cùng ôn lại vị trí các nốt nhạc nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng đọc nhạc với nhạc đệm, đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay và chúng ta sẽ vận động theo nhịp của bài đọc nhạc số 4 này nhé.
Các em thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của bài học ngày hôm nay, đó là vận dụng sáng tạo. Ở nội dung này, chúng ta có hai trò chơi, đó là vận động cùng kiến vàng và gấu nâu. Ở bài tập 1, bước đi của gấu nâu, các em cho thầy giáo biết bạn gấu to hay nhỏ và bạn gấu đi nặng nề hay nhanh. Thầy mời các em lắng nghe âm thanh sau và liên tưởng đến bước đi nặng nề của bạn gấu. Xin mời các em cùng nghe nhạc nào. Vừa rồi, các em đã được làm quen với bước đi của bạn gấu. Bây giờ, chúng ta cùng làm quen với bạn kiến vàng chăm chỉ các em nhé. Các em hãy cho thầy giáo biết bạn kiến có hình dáng như thế nào? Các bạn đấy to hay nhỏ? Bò nhanh hay bò chậm? Và các bạn đã nhìn thấy đàn kiến nối đuôi nhau đi bao giờ chưa? Sau đây, thầy mời các em cùng nghe âm thanh của đàn kiến đi và hãy liên tưởng đến hình ảnh đàn kiến các bạn nhé. Các em thân mến, với hoạt động vận dụng sáng tạo cùng trò chơi vận động cùng kiến vàng và gấu nâu, thông qua hoạt động này giúp các em nhận biết được tính cách của từng con vật, cảm nhận được sự nhanh chậm của âm thanh đấy các em ạ. Như vậy là bài học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta cùng lần lượt thực hiện các nội dung, đó là ôn tập bài hát Trang trại vui vẻ và ôn đọc nhạc số 4 cùng vận dụng sáng tạo với âm nhạc. Ở nhà, em hãy hát và đọc nhạc cho người thân của mình nghe. Và qua bài học ngày hôm nay, các em cảm thấy yêu thiên nhiên hơn, yêu các loài vật xung quanh mình hơn. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Chúc các em luôn vui tươi, chăm ngoan và học tốt.